tại cho thế nghĩa. Độ của chúng ta là cái quan niệm rằng khi con người mình chết, Phật hấp hối mới được Phật rước mình về với Phật. Chứ còn cái chuyện mà kêu cái câu A Di Đà Phật mà nó chuyển nghiệp thì ít lắm. Quý vị thấy là trong mấy điểm xem thăm toàn bộ là ghi những người được thấy Phật về với Phật. Mà cái trường hợp mà thấy Phật về với Phật thì nó cũng hiếm. Hiếm mà lâu lâu mới có một người. Cho nên thành ra người ta nói thôi, để từ từ gần chết hãy niệm, để gần chết rồi mới tu, gần chết rồi Phật mới rước mà. Chứ đâu có ngờ rằng chúng ta chưa có ra đi, chưa có hấp hối mà vẫn được Phật gia trì và gia hộ. Đó thì một cái sự việc mà khi cái sức công phu đủ mức và đúng mức của một người không biết chữ dốt nát, một bà cụ rất là thôn quê, ăn nói rất là chất phác, mà vì vậy cho nên thành ra có những người người ta phát tâm tu hành, nhất là ở Kiên Giang với cái chú thanh niên, chú lên đây chú quay phim chú mang về, khi mà nghe như vậy có một số những người bệnh á, người ta niệm Phật. Vì vậy hôm nay cũng có một vài cô đến với thầy nói là hôm nay con về pháp hội của thầy, lần đầu tiên con xúc động, con khóc, con thấy một cái gì cảm động lắm thầy ơi. Cái này là một cái vấn đề mà trong kinh nói rằng có duyên với Phật, có duyên với pháp môn tịnh độ. Cho quý vị thấy có nhiều người người ta thấy Phật cũng như người ta cảm nhận những cái lời của Giác Nhàng nói, cũng như là cảm nhận cái đạo tràng, người ta thấy lòng với băng giá rất là lành, không có một cái gì đó khỏi sắc. Tuy nhiên có một số các vị hầu như là hết trong này có một cái điều gì đó cảm nhận nó thiêng liêng và nó khác thường. Vì vậy cho nên thành ra mà hôm nay thầy muốn làm là cái đĩa mà cụ có một số những cái kinh nghiệm trong thời gian từ lúc trước mà mình được quay cái đĩa đến hôm nay là 3 tuần, thì cụ ở nhà vẫn tiếp tục công phu liên tục và đều đặn. Vì đôi khi những lúc mà các vị giảng sư như chúng tôi nói nó mang tính cách là học vị và lý thuyết, và riêng cụ chỉ nói thuần về cái sự thực hành và thuần nói về những cái công phu của mình, cho nên nó đánh thức lòng người và nó trợ duyên cho người ta tu. Không biết cái lực của bà cụ như thế nào thì mở ra hoài cho mọi người, mà bản thân của Giác Nhàng cũng nghe hoài mà thấy nó cũng bao nhiêu ngôn ngữ đó thôi, cũng bao nhiêu sự việc đó thôi, nhưng mà sao mỗi lần nghe cái mình ra công phu. Cái này thật sự nha, cứ chiều Phật tử á hối lên coi mà Giác Nhàng mở ra coi cái tối, tự nhiên Giác Nhàng khi mà vô niệm Phật có cái lực. Mình nghe cái âm thanh của cụ nói nó có cái lực, nó có cái lực, tức là vào công phu á niệm lại lớn hơn và nó có một cái lực gì nó mạnh hơn. Cái điều này Giác Nhàng thấy rất rõ. Có vì vậy mình tìm được một cái người mà chịu công phu như vậy và chuyển nghiệp như vậy, cái lợi lạc của chúng sanh nó vô cùng. Bởi vì cái pháp của Phật mà để thực hành, để mà chứng chuyển, như Ngài Ấn Quang nói niệm Phật phương năm tiêu túc nghiệp, tức là nó có khả năng tiêu những cái nghiệp của quá khứ. Thì đòi hỏi nó có hai vấn đề. Thứ nhất đó là cái bệnh nó thôi thúc chúng ta. Thứ hai là có những cô trong này khi thấy Phật cái là cảm rơi nước mắt. Cảm rơi nước mắt. Đây là cái căn lành, cái duyên, cái phúc căn của người ta nhiều kiếp có duyên với tịnh độ. Cũng giống như là khi Giác Nhàng gặp cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này, coi vô đến đâu, thấm đến đâu. Nó thấm mà nó vô trong xương, trong tủy của mình. Cho nên phát nguyện giảng 48 đại nguyện của Phật Di Đà mà có gia trì của Phật. Cho nên hôm nay có một cụ bà đã niệm Phật. Thì hôm trước đó nó cũng vội vã, chưa có kỹ càng. Vì vậy cho nên thành ra cứ mỗi lần công phu và mỗi ngày công phu thì bà có những cái điều khởi sắc khác. Nhưng mà tối Giác Nhàng gọi xuống thì cũng nói một câu mà làm Giác Nhàng phải nói là không ngủ ít, hình như là không, mình cứ nằm suy nghĩ hoài, biết cái đó làm sao. Thầy ơi, hình như bữa nay Phật cảm, Phật gia hộ hả thầy? Bữa nay Phật cảm, Phật gia hộ hả thầy? Nói một câu vậy thôi, mà nói bằng cái câu đó không phải là nói như mình nói bình thường. Người ta có cái sự thực chứng, người ta có cái sự cảm Phật, người ta nói. Chứ không có thể người ta nghiên cứu giáo lý, đâu biết chữ đâu mà nghiên cứu giáo lý, không nè. Cho nên thành ra đây là một cái điều mà nó cũng rất là lợi ích để cho những người người ta chưa tin. Có mấy chú công an Giác Nhàng đưa, trời hay vậy hả thầy? Chứ mấy giai văn giảng Giác Nhàng khỏi ông không biết, ông muốn hiểu. Mà riêng bà cụ kêu sao hay vậy hả thầy? Mấy công an, mấy người chính quyền á. Cho nên thành ra là đạo Phật mình là đạo Phật phải sống thực và chứng thực, chứ không phải dùng ngôn ngữ mà thuyết nữa. Thì hôm nay một cái sự thực và rất là thực. Bởi vì nếu mà cụ chỉ có bệnh lắc đầu và niệm Phật cho nó hết, cụ bỏ niệm Phật thì Giác Nhàng cũng kêu ngồi đây làm gì. Nhưng mà cụ có một cái là không bỏ niệm Phật và tiếp tục có niềm tin. Có những người ta bị bệnh nan y, khi người ta niệm Phật hết người ta bỏ cái việc. Cụ này biết nghe lời, tức là chịu niệm, chịu chỉ cho người ta niệm và không bỏ công phu. Thì thầy hỏi cụ là trước khi cụ bệnh, cụ công phu một ngày mấy tiếng, nói thầy nghe. Theo thầy, cái hồi mà con bệnh thì con có tin Phật trời gì hết trơn. Mà cái bà chị mới dắt lên đây, con nói thôi ngồi như chó thực sự thì em đi nữa đó chị ba. Cái bà nói gì chứ, trời ơi mày phải đi chứ, cái bệnh mày tao thấy chắc là sao mày nó run tay run chân này. Cái đầu lắc lư chắc ăn cơm cũng được, mày chắc chết rồi mày ơi. Nó nói thôi bà ơi, không đi nữa đâu. Cái bà năn nỉ đi tiếp lên cũng thấy buồn thảm quá, thôi cũng không đi nữa. Không đi này, cái bà nói cũng không đi rồi, cái buồn quá chán đời quá. Cứ nằm cứ coi phim trí, coi cả đêm lẫn cả ngày, phim gì cũng coi riết, coi bắt ớn luôn. Cái thời bởi đêm nó nói thầy mình bây giờ mình nghe lời cái bà dắt mình lên ông thầy Lũ Gion Cam Giác Nhàng này, mình tắt tivi đồ hết rồi mình niệm Phật thử coi coi có hết không, không hết thì đủ chết. Cái bữa đêm đó cái 1 giờ tắt tivi đồ hết, nhà của mình lên mà tôi đóng cửa lại chứ cửa sào. Tôi ngồi tôi trải cái chiếu ở đằng trước chỗ Phật bà Quan Âm á, cái mới gắm cái đèn lên, xong xuôi cái mới đầu thì ngồi cái gối, lát thấy sao tôi ngồi gối khó chịu quá, tôi niệm gối ra, ngồi không. Mà niệm cái từ 1 giờ khuya mà niệm triết cho tới 10 giờ trưa, con nó nói chắc bà niệm nay bệnh hoạn sao té rồi đâu mất tiêu mà không thấy bà đà, nó bắn cái miệng ngoài đó đó, mình sao mình sáng bữa nào mình cũng đi, mình sao cái này 10 giờ không thấy. Nó kêu điện vô thì đâu có làm sao mà bắt được cái điện thoại kế bên đây mà bắt không được. Thì nó cứng hết người nó tê cứng hết, nó không còn cảm giác được một cái gì, cái miệng cũng vẫn còn niệm Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà cứ nhắm mắt mở mắt niệm Phật triết thôi. Cái nó cứng ngắt, cái lúc đó 10 giờ con nó lại nó đứng ngoài trước cửa nó dồn vô, nó thấy sao mình ngồi đó mà sao không nói được. Nó cứng hết mà không nói được mà miệng cũng vẫn niệm Phật được. Cái lúc tới 11 giờ cái thấy từ từ thấy nó hơi giãn cái thấy biết khác mà biết đói bụng, từ từ bò dậy, cũng có mình nên à, bò dậy cái đi làm sao đó, thôi giờ mình chắc mình đói quá, nó xỉu quá sao, rồi nấu miếng cháo ăn. Cái do miếng gạo gắn cái nồi cơm điện nấu miếng cháo ăn rồi sẽ thấy người nó cũng làm sao, người nó lưng lửng, nó khó chịu lắm à. Cái đầu bắt đầu nằm nữa, cái rồi bắt đầu tiếp tục niệm nữa. Mà mới đầu thì niệm thì nó cứng ngắt hết rồi sao, nó cũng không có cứng, cũng đỡ. Niệm hoài, không biết nó hết lắc đầu nào không biết nữa, không hay luôn. Tới cái bữa niệm tới 14 bữa rồi, cái đêm đó nằm sao sáng dậy của sao cái gối nó không lũng xuống. Nó nói sao vậy? Mình coi trong kiếm mình nói, trời ơi sao bữa này nó lắc đầu trời, phải gì không coi? Đi lắc không có lắc nữa đó. Thì mới nói trời ơi Phật trời màu nhiệm mà cũng chưa tin. đầu niệm tiếp, niệm hoài. Tới sao nó hết lắc luôn, cái mòn lắc đầu này đau khổ. Tôi đi nhà thương Đà Lạt này, nó chuyển xuống nhà thương Tâm Thần, nhà thương Điên, nó đi Hòa đó. Nó chạy điện này, nó làm đủ thứ hết, mà nó cũng lắc gì. Đau khổ biết mấy mà nói, không còn muốn sống trên đời này để làm gì nữa hết trơn nữa. Mà thiệt, cái rồi bữa đó tôi hết lắc đầu rồi tôi đi ra chợ, cái mấy người hỏi thế, má Tư, cái đầu má sao vậy má Tư? Tôi nói, trời ơi, ta đi lên làm thầy Lũ Gion, mày hỏi chứ Lũ Gion đâu, ta nói xa lắm mẹ. Nó châu đâu trên Định An nè, hỏi chứ má Tư uống thuốc gì? Má Tư uống thuốc viên, thuốc tể hay là thuốc sắc bằng cái than thuốc đó. Ta nói đầu uống thuốc gì mẹ ơi. Tôi nghe lời cái ông thầy trên Lũ Gion, thầy Giác Nhàng, nói ta niệm Phật mà ta niệm Phật quá xa mày hết rồi. Cái nói thôi bà ơi, bà khùng quá, bà đi nhà tiên điên giờ bà nói cương, làm gì mày niệm Phật mà hết, bà hết lắc đầu. Mà vô lý không, nó không có tin đâu, sự thật mà. Tôi đâu có biết chữ biết gì đâu, tôi dốt nát mà 17 đứa con. Tôi năm nay tôi 79 tuổi rồi, tuổi bọ nè, cũng sắp chết rồi, đâu có còn gì nữa đâu mà tha thiết nữa đâu. Rồi cái từ mà tôi hết tới nay là tôi cái niệm tiếp tục thôi. Cứ hãy bắt đầu 6 giờ tắm rửa sạch sẽ rồi lên cái nồi trước bàn Phật bà Quan Âm mà niệm tiếp. Niệm tới 10 giờ, 11 giờ không chừng. Rồi cái đi ngủ, chút kia 4 giờ là dậy niệm Phật tiếp. Không bỏ một ngày nào, sợ không dám bỏ, sợ. Không niệm này lắc lợi trách luôn. Tiền đâu mà chạy thuốc, phải không? Khổ ghê vậy đó, đi hoài, đi cái đút đầu vô chạy là hết 1,5 triệu, rút ra vài bữa cũng lắc. Nó lắc lư, nó có chịu lắm mà, nó lắc rồi, không ăn uống được. Người sẽ nó muốn buồn bã, muốn chết không, muốn sống. Mà ta muốn chết mà còn thấy cái gì cũng thèm, ta nói thèm bắt chết vậy, đi ngang cái hàng thịt ta nói cái nhiễu nhão gì á, mà đâu phải mình cắt đói gì đâu mà nó thèm vậy đó. Từ bữa mà mình hết niệm Phật, mình hết lắc đầu tới nay mình đi ngang hàng thịt mình sợ bắt chết rồi, không ăn được nữa. Hồi đó nó thèm không còn thiếu được cái gì, thèm mà đổ cái roti, rồi thèm cái gì đó, thèm tầm bậy tầm bạ không. Bây giờ không có, bây giờ ăn thì ăn mà ăn cũng ăn ít lắm, mà tự nhiên nó mặc lại đẹp gái rồi sống xí à, làm như Phật độ sao giờ đẹp gái ghê nha. Rồi chứ mình thấy thương vậy, thấy mình cũng ngon đó, thảm ghê vậy, bệnh hoạn gì mình chắc đời ghê vậy, thiệt tình này. Hôm trước đó là cụ niệm một ngày, trước khi bệnh là niệm một ngày bao nhiêu tiếng? Cái hồi mà niệm Phật mà tự giận á thì từ 1 giờ khuya cho tới 10 giờ trưa cũng vậy á. Rồi bây giờ thì con thưa với thầy, con hết bệnh rồi con cũng niệm Phật, nhưng mà 6 giờ con niệm tới 11 giờ thôi. Cái cách niệm của cụ sao mới là nghe? Dạ niệm vậy nằm ngọt ngọt phanh vô cái là cái tay làm đuổi, cái dồn lên Phật gì, dồn lên Phật nên Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm hoài vậy không? Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn niệm lát này nhắm mắt cũng niệm chứ không phải nhắm mắt mà ngủ. Dạ không, nhắm mắt mà mình niệm ngon ghê vậy đó. Niệm cái làm gì nó cái gì ngộ lắm. Giờ cái bữa đó mình đi dắt con mình đi đẻ. Trời ơi, nó đau bụng nha, hồi đó thì mình mới thấy cái vụ đẻ. Nó đau cho nó bò la bò lết, nó trì cái giường đó, nó má cho cái giường mềm xèo ta nói. Một Phật mày nói cái giường cứng ngắt, cái giường sắt rồi mày nói mềm xèo vậy. Cứng ngắt à, cái tôi quấn quá, tôi thấy nó đau quá, nó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nhà thương họ dồn tôi quá trời, nó cái cùng dữ dội vậy nha. Thì vô cảm khám thì mụ nó nói 2 tiếng đồng hồ nữa xong. Tôi nói thôi thôi đau cái kiểu này 2 tiếng hồi chắc chết rồi, không sống không. Thôi bây giờ bắt đầu tôi niệm Phật, mình vừa niệm Phật mình vừa dò đầu đó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Họ dò biết bao nhiêu, chưa được 15 phút là đã mắc rặn vô rặn rồi. Cho tôi nói Phật chứng là Phật ơi, trời ơi Mô Phật, con sợ quá, con sợ điếng hết trơn, sợ mà nó muốn lắc đầu lỡ nha. Bắt đầu nó gục gặt cho nó lắc lắc, nó gục gặt gì nè, hết hồn nó chết. Phật độ hết rồi, bây giờ trời trai cái điều này sợ quá chắc nó gục gặt nó lắc lợ nữa rồi. Sợ quá trời nha. Bữa nào mà mình thấy mình hơi khó chịu mình nói Phật ơi con niệm nhiều lắm nha, đừng có để cho con lắc lợ đó nha. Và cái chân này nó què là năm nay 41 năm rồi. Tôi đẻ cái thằng đó, cái con đó cái hồi năm một thân. Rồi bị nằm cái bàn xanh nó lớn quá, nó chặt cái xương, cái xương khớp này nè, không có đi được đâu. Đi khó, muốn lên này phải có người dìu lên. Mà con niệm Phật giờ bữa nay con thưa với thầy sao con mết què luôn thầy ơi. Thôi tài ba nổi lạc thiệt. Thôi tài ba nổi lạc Phật thiệt là màu nhiệm. Tôi ra chợ tôi nói với mấy người nói thiệt con bà thôi, tôi cũng nghe lời bà. Nó nghe lời phải lên đây, ở trên chùa Lũ Gion này linh thiêng lắm. Phải lên đây tu rồi mới về nhà niệm Phật có được. Chứ phải niệm Phật không ở nhà không hết đâu. Do vậy là bữa nay cái đứa con á, khi mà nó đau như vậy á, cụ lúc sanh 22 đứa mà chết năm còn 17 á, dạ. Trong 17 á, đứa có đứa nào đau như đứa đó không? Như đứa con mình không? Bây giờ đó giờ mình đau thì con thưa với thầy con mà con hơi khó chịu con vô nhà thương cái nó sanh liền à. Còn chuyện này sao con thấy đau gì mà con ghê quá. Đau gì mò lên thụt xuống mà nó nói má ở cái giường mình xèo con đâu có bóp được. Nó nói trời đất ơi, mình nói gì nghe ghê mày. Cái giường cứng ngắt rồi 15 điểm xèo cho cứng thiệt mà, sẵn mà. Nó nói trời ơi, con chết rồi. Tao nói không, tao nghe lời thầy Giác Nhàng tao niệm Phật mày thử thôi. Chuyện nó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tôi giò đầu giò cổ nó vậy có 15%. Ôi trời ơi, cái con tụi nó nói gì chứ nó nói trời ơi má hay ghê, má màu nhiệm ghê chứ 2 tiếng nữa còn chết mất. Nó nói trời Phật độ mày ơi. Mà nói không tin đâu, nó mình khùng mà. Khùng ơi nói bậy. Đưa đi nhà trên đi mà không khùng. Cũng chết luôn đấy. Một ngày cụ công phu trong cái trạng thái mà từ 6 giờ đó đến 11 giờ là buổi đêm á, thầy là thầy không công phu lại cụ rồi. Lúc mà có thầy gọi cho cụ là thầy đang bắt đầu lên giường ngủ. Dạ, còn công phu thầy gọi. Thì bây giờ như vậy là công phu trong cái thời gian đó nó cảm giác như thế nào? Nói thầy nghe 6 tiếng đồng hồ. Nó làm như là cái hồn của mình nó lân trong cái kiểu nào. Nó muốn sao nó khó chịu lắm mà. Mà niệm thiệt hay vậy, niệm hoài rồi không thắt nước nữa. Niệm đã rồi không uống nước luôn. Nhưng mà niệm hoài thôi. Nhưng mà trong cái lúc cụ niệm vậy có cái khi nào cụ nghe mùi thơm còn cảm với Phật rồi thấy Phật gì chứ? Dạ chưa thấy gì hết. Chưa thấy gì mà đừng nói gì họ được mấy. Thì nói với người ta nói bà ao lưng đó, bà ngồi ngay lưng như tôi, bà ngồi thẳng lưng lên gì nè, rồi bà niệm cho tôi, bà nhấp mỏ lên, bà niệm cái gì nữa lên thì nó hết đau lưng. Cái bà đó bà cũng đau lưng ghê lắm, bà cũng nghe lời mình mà. Bỏ lên những cái đó nó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật để cho giữ lên thì nó bớt tăng lên. Bây giờ người của mình hết trơn bệnh rồi, tứ chi không có còn, cái cảnh này nó chắc 41 năm mà nó cũng hết. Ngon lành những cái thập chứng ra sao mà tôi thấy trước mắt là cái con gái mình nó đẻ mình thấy vậy là Phật quá chứ mình đâu có dám sợ bụng nó, mình thấy ghê quá mình. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái vút lìa gì nó nói má là còn thắt nước quá. Lớp thì niệm Phật, lớp thì giọt nước mà run rẩy chơi người nó run hết rồi. Thấy nó đau quá, nó thảm quá. Chưa có bao giờ thấy ai mà đau dữ dội gì. Cái mình con mình đẻ rồi mình cũng niệm Phật cho mấy cái bà đó cũng đẻ luôn. Mấy bà nó trời con cảm ơn gì quá, tao nói ơn nghĩa thì cái niệm Phật đi chứ ơn nghĩa gì. Mình niệm Phật tùm lum hết. Rồi cái con thưa với thầy bữa đó cái người ta đi hội chữ thập đỏ đó, bây giờ ta thắt con nè, thắt con trai trời ngon ghê, đỡ ghê, con không biết ăn cái gì nữa. Nhà thương nó bán đồ ăn đâu có ăn được, đồ mặn không à. Cái cô mới lên cô nói Mô Phật, cô xuống lãnh con giờ mình ghê lãnh 2 hộp luôn ăn hết mẹ. Nói quá chịu nổi, nuôi con á, ăn con trai thật ngon. Lúc trước nghe nói là cụ sát sanh nhiều, hôm trước thầy có chỉ với cụ là hôm nay thấy nhìn đẹp ra đeo hột sòn nhẫn rồi chứ. Trời ơi thầy, cái này cái hột này 30 năm rồi đó, không có đeo cái cất riết rồi, và cái hết ít lắc đầu mới lấy ra đeo này. Cái hột này 30 năm rồi nè, chứ không phải mới. Lúc trước đó là cụ sát sanh rất là nhiều, hôm trước cụ nói năm trước á là giết chim á mà nó còn sống bỏ vô bếp thui Thầy nhớ kỹ lắm, nó còn sống còn bảo biết thui rồi dông rồi các rồi tùm lum hết trơn, rồi lương đổ nước sôi nó chích, chích nó chết. Dạ. Rồi cụ làm như vậy để nuôi con. Dạ. Để sắm tiền sắm vàng đó nè. Thì hôm nay cụ đã hết bệnh như vậy không? Dạ. Thì mình nhìn lại mình thấy những cái tội lỗi làm như vậy, bây giờ cụ có phát Bồ Đề Tâm để phóng sanh không? Dạ có chứ, mà con thưa thầy cũng chưa có tiền, có tiền con mua lung tung con phóng hết. Con nói cái nào cái chị già trong tay mình con đẻ bán hết rồi thầy ơi. Con đẻ bán cho nó ăn hết rồi thầy ơi. Dạ bán mấy triệu cho nó đẻ hết rồi, có tiền đâu thầy. Thằng nó đâu có làm gì, chồng nó đi lính nó đâu có tiền thầy. Dạ ăn có 600 à. Còn mình thôi, mình thấy nó đẻ thảm nó bán cho nó ăn hết mẹ nó. Giờ khi nào con có tiền rồi tính sao? Con thưa với thầy, con ở đó con không phải con ác đâu thầy, mà vì phải con đâm qua phải bắt buộc thôi. Con ở Sài Gòn đó, con ở ngay chỗ ngã ba mà Vũng Tàu đó. Tại cái mổ cái mùng 5 tháng 5 á, mà có con chế cô mà thiệt bự bằng ngón tay vậy nè, là con biểu con nít đó nó bắt con bắn cho con, bắn cho con xong xuôi rồi cái thầy biết con rứt cái đầu nó, con rứt cánh đó, con rứt cẳng đó, cái con ngâm muối cái con nhét hột đậu phộng vô. Nhắc đầu phận vô cái con sót bột bán nhậu, bán hồi đó bán 500 dĩa hay 1.000 dĩa gì lâu quá con quên rồi. Còn dông nó mạnh bữa mấy chục ký luôn, mà con dông nó cũng giống như con cá kè vậy đó, vừa bầm cái vừa xào lăn xào ớt cái bán nhậu, rồi chim rồi roti chim rồi dịch ướp nước chan. Trời ơi mà đủ thứ thầy ơi, tội lỗi biết bao nhiêu mà kể mà con đâm nó phải chịu. Tội còn tội nhiều nữa kìa. Tội là vì mình ngâm thuốc rượu hồi mất là mình ngâm thiệt là thuốc rượu, sau đó mình đổ hết cái nước cốt mình cho chồng mình uống. Cái mình thấy nước màu á, mình đổ vô, mình mua rượu trắng mình đổ vô, cái đó là rượu thuốc đó. Họ đâu có biết cái gì đâu, có tội không? Tội dữ à, tội mới lắc đầu dữ quá. Tội thiệt đó mà. Bạn thấy không? Làm ngu mèo để nuôi con. Tối hôm nay cô phát nguyện ở lại Niệm Phật ở chùa thầy đúng không ạ? Dạ. Bữa có mấy sư cô, sư Chi với sư Bổn nói là nếu mà bà cụ ở lại niệm Phật từ lúc 6 giờ cho đến 11 giờ để mà cho thầy con, thì mấy sư cô ở lại, nhưng mà mấy sư cô không có chuẩn bị trước. Dạ. Vì vậy thực sự mà nói thì hồi tối Giác Nhàng thấy cũng hổ thẹn là 7 giờ công phu mới 8 rưỡi, thấy con người nó rã rời. Nghĩ không biết sao mà bà điện từ lúc 6 giờ đến 11 giờ vô gọi điện nữa thôi. Thì vô gọi điện nó kêu thầy, bà có kêu thầy đó hả? Thầy con đang công phu thế này. Mình nghe mình thấy cũng nhột thiệt. Con đang niệm Phật, con đang niệm Phật cái thầy. Không biết cái lực, đáng lẽ qua hết bệnh thì cái tâm niệm để cầu hết bệnh không còn, thì bà bỏ niệm Phật. Chứ không biết lý do gì mà cụ còn cái vấn đề mà công phu một ngày. Từ lúc 6 giờ đến 11 giờ, rồi sáng từ lúc 4 giờ công phu một lèo đến 7 giờ sáng luôn. Thì cái động lực gì á mà cho cụ công phu như vậy, niệm Phật như vậy? Chứ lúc trước lắc đầu thì lo niệm đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ á, thì sao, lý do gì đó, lý do gì mà cụ có cái tâm gì, cụ nói thầy nghe cái cách gì mà cụ niệm được như vậy? Con thưa với thầy, con đâu có cái cách gì, con niệm triết thiền thầy ơi. Tới bao giờ đó là con thích vậy là con đi toilet xong chui con rửa mặt rửa mày, con lên con tắt nhang, con bánh chuông, con niệm Phật à, còn cái niệm cố vậy thôi à. Dạ. Rồi cái ai mà có đau khổ gì con cũng biểu ta niệm Phật, như con nó niệm phải cái bả nó đau lưng quá ta nói phải ngồi cái lưng cho thẳng lên, chứ đừng có ngồi mà dựa cái ghế nào không hay đâu. Ngồi thẳng lên, ngồi thẳng bay lên gì cho ta kiểu gì. Cái trạng thái vui của cụ là như thế nào, nói thầy nghe. Thì nó vui làm như một cái gì mở hội gì thầy ơi, không cần ăn á. Bây giờ vui vẻ lắm, hồi đó ăn lạp sạp tối ngày à. Bây giờ con tươi với thầy con ăn ít lắm. Một ngày con ăn cùng lắm là sớm hơi tới chiều, từ sáng tới chiều giỏi chừng 1,5 chén của con là nhiều. Không ăn nữa, hết ăn à. Dạ, trời đẹp lắm, dạ khác thường. Làm như nó muốn đi mai, mây về gió gì. Nó sung sướng cái cuộc đời, nó hết què thẳng đó, nó hết lắc đầu rồi. Cái tâm trạng nó không có buồn con mình nó nói trời ơi, từ má nhờ cái ông thầy Giác Nhàng đó giờ của bộ má vui vẻ cho đó, nó chửi tụi con thì ghê. Ông chửi ghê lắm, tôi nó ghét lắm mà. Mỗi lần mà con tôi nó đánh cháu mình á, cái mình biểu đánh tim đi, đánh tim. Bây giờ không có, bây giờ nó đánh cái tên nó con à, dạy nó từ từ, con đừng đánh, nó tội nghiệp. Hồi đó dễ không, xuống vô mày đánh cái mày đánh cho dữ dội đi, nó ngu quá mày đánh cho nó chết. Bây giờ không có cái vụ đó nữa, tự nhiên cái sao nó hiền cách gì đâu, ai cũng nói chứ. Hồi đó mà dễ không, hơ hơ là tôi sợ lại liền, tôi làm dữ lắm, bất cứ giá nào cũng mới làm cho bằng được. Có lên đồng lên đồng phải có. Hồi đó thầy ơi, hồi đó cũng như là hồi mà còn chồng đó thầy, rồi cái đi vô đầm bóng á thầy, ở đồ con bây giờ nhiều cũng thầy ở đồ đầm bóng thì lên đầm vừa bà này vừa ông kia rồi cô cậu về nhảy múa. Mình không thấy mà mình nhảy múa không biết phải gì, không biết phải mình nhảy múa rồi cũng dữ lắm, cũng ngon lành, cũng cho lập rồi gì đó. Dạ đầm bóng mà, dạ mình phải tốn tiền chứ, mình cho lập người ta là mình phải tốn tiền nha, chứ không phải nha. Có khi nào cụ nghĩ khi cụ bỏ đồng bóng mấy cái người đó người ta bắt cụ lắc đầu không? Dạ không đâu, không có nghĩ đâu. Mình nghĩ chắc mình tội ác nhiều quá bị lắc đầu. Không, mà cái bỏ đồng bóng này thì cũng không phải là bỏ nữa, nhưng mà đừng có đi vô chỗ đồng bóng thôi, mà vô chỗ đồng bóng nó nhập về. Người nó dễ nhập, nhưng nó nhập thì mình nhảy múa lum la đó thầy. Cậu về, cô tát, cô bơ rồi về, người ta xin lập á. Trời ơi, chán lắm thầy ơi, đồ con đẹp lắm, đồ đầm bóng không ăn. Đồ dạ, đồ người ta mang cho không ăn. Hôm nay có thích đi đầm bóng nữa? Dạ không, bữa nay thôi theo Phật này. Bây giờ ai nói gì cũng mặc kệ. Dạ, dạ không, giờ bỏ niệm Phật không mày bỏ thì tao cứ niệm mà. Giờ cái mỗi lần ta lên thầy mà tao mắc luôn đẻ, tao đâu có đi được. Còn mày đi dùng tao đi. Khổ ghê đi thầy ơi. Từ hồi đó giờ con thấy con sung sướng cuộc đời. Chưa bao giờ, con năm nay con 79 tuổi mà đời con thiệt mới sung sướng có cái năm vừa rồi cái năm nay. Sao vì lý do gì? Vì chắc nó hết bệnh đó thầy, nó không có còn bệnh hoạn nữa. Niệm Phật. Còn có đức tin đâu. Trong 79 năm trời thì chỉ trong cái thời gian mới niệm Phật đến đây là sung sướng đúng không? Dạ, thì sung sướng không? Lúc trước là khổ không? Dạ, lúc trước nó đau khổ cái gì? Nó nhớ tới tiền, rồi nó nhớ tới không có ăn. Sao mình già gì mình ta ăn tùm lum tàn la, người ta đi chơi tứ xứ của mình sao không được đi chơi gì? Những cái lắc đầu, lắc lia gì không đủ tiền uống thuốc lấy đâu mà đi chơi. Rồi cứ nghĩ quẩn, nghĩ gì đâu. Bây giờ không có nữa đâu thầy, bây giờ niệm Phật rồi thì nằm nghiêng phía bên đây mặt là ngủ cho tới sáng thôi. Hãy mặt không ngủ được thì niệm Phật cứ vậy. Niệm mà con thưa với thầy con quên thì con vô toilet con cũng còn niệm Phật, con nhớ là ý chết đâu có được. Thôi im. Niệm triết cho nó làm chứ nó ghiền chị ke vậy đó, nó ghiền thiệt đó, ghiền dữ lắm. Không phải mà tôi nói thì lái nó dốc rồi lòng tôi có sao tôi nói y như vậy à. Không có nói thêm nó bất cầm nào. Mà mấy bữa thầy đưa ban thì con về con có coi, đưa đĩa con coi mà đưa kinh đầu con đâu có biết coi, đưa cho con coi tập cho con nghe, con vẫn dốt bỏ mẹ có biết một chữ nữa mà. Trời ơi, chỗ nào mà nó mềm đó nguy hiểm, mình chắc con cũng tung vô cho nó nổ à, thì nó có biết chữ mà. Khổ ghê rồi đó, cha mẹ nó cho đi học rồi gỡ thơ cho trai nó cho đi học, nên cỡ già cỡ này dốt dữ rồi nha, không biết cái gì hết trơn, ngu khờ dễ sợ. Mà từ Phật độ tới giờ dường như cái bộ muốn mở mang cái gì vậy? Coi bộ bây giờ mình đánh lần rồi cô bộ cũng lay ra rồi nha, đánh dần được rồi nha, đánh dữ lắm rồi đó, biểu cháu nó dạy mình đánh dần. Dạ cũng hơi đỡ đỡ rồi đó, chắc Phật độ hay sao, nói không tin lắm, nói không nói ui sao bà nói láo, bà cùng chết mồ, bà đi nhà tiên tiên mà bà nói cương không, mà thiệt đó, họ nói cương thiệt, có đâu có đồng nào điện Phật mà hết lắc đầu không bao giờ. Tôi không tin nữa, nói niệm cho chết mà, điện là chết thiệt á, không có chết, hên ghê. Trạng thái mà nãy giờ quý vị nghe, quý vị có cảm được không? Lúc trước là thèm thịt, thèm chảy nước miếng, thèm tùm lum hết trơn, rồi tủi thân, rồi buồn phiền, rồi cái sân hận, cái người lên đồng lên bóng rồi sân hận, rồi con nó quýnh cháu là xuống quýnh cho nó chết luôn. Cái tâm nó có một cái nghiệp quá ác. Nhưng mà niệm Phật đến hôm nay có mấy tháng thôi, 14 ngày hết bắt đầu đến hôm nay mấy tháng mà cái tâm nó thánh thiện như vậy. Nó thánh thiện mức độ mà bây giờ con cái quýnh mình cũng cho nó quýnh nữa mà không có thèm gì hết. Mà sáng đến chiều vậy ăn được bao nhiêu? Có một chén rưỡi cơm, không tới ăn chén rưỡi cơm nữa. Thì cái này là cái Phật lực gia đình. Chứ nếu một sức bình thường chắc không có gì ạ. Nếu mà bình thường, một người bình thường mà tu hành không có thể được cái trạng thái như vậy. Thực sự mà nói là có những lúc mà Giác Nhàng mà ngồi niệm Phật thấy khát nước, mà bà cụ bên đây bà niệm Phật mà không thấy khát nước. Và cái tâm trạng bây giờ mà thấy nó vui như mở hội thì cái này Giác Nhàng chỉ lâu lâu bắt chợt được, giống như hôm qua thì tự nhiên trong lòng chờ đón quý vị về đó để mà niệm Phật. Cái mong đợi chờ đón nhiều quá đi, cho nên Giác Nhàng thấy giống như ngày lễ lớn, giống như ngày Tết. Có nói với Phật tử kêu hôm nay sao thầy vui quá, ngày mai Phật tử về sao hôm nay thầy vui quá con ơi, thầy vui giống như mở hội. Là cái vấn đề do chúng tôi nghĩ đến quý vị về chúng tôi vui, chứ không phải do niệm Phật vui với bà. Thua bà ở chỗ này. Cho nên thành ra cái niềm vui của bà xuất phát từ cái câu niệm Phật. Cho nên bà mới có một cái vui mà vui như mở hội. Bây giờ mình nghe nói mà mình không biết uống nước nóng lạnh á, mình không có biết cái nóng lạnh của bà như thế nào, cái trạng thái an lạc của bà cũng như thế nào. Nhưng mà riêng bà thấy cái sự an lạc. Vì sao vậy? Bởi vì bà có đang niệm. Thì cũng có một cụ, bà cụ như Cam Ranh á, thì bà cụ Cam Ranh á thì nói còn dữ dội hơn bà cụ này nữa. Bà kêu bây giờ trong người của con, trong máu, trong chân lông, trong tóc, trong hơi thở và toàn thân của con là coi Di Đà Phật không? Không có chỗ nào mà hắn coi Di Đà Phật hết trơn. Bà cụ đôi khi niệm đi sanh hoặc đi nuôi con sanh đẻ, hoặc giả có nhiều lúc bà cụ không có nhớ niệm. Chứ bà này bây giờ cái câu niệm của nó thấm trong người rồi, lúc nào cũng có cái câu A Di Đà Phật, không niệm mà nó tự niệm. Bữa nay cụ không niệm á, cái câu niệm nó cứ ro trong đó. Dạ đó, trong bụng cứ niệm riết thôi. Trong bụng niệm sao á thầy nghe nói? Trong đó nó phát ra niệm. Dạ, con nói chuyện với thầy chứ trong bụng con cũng niệm Phật. Đó, cái này là cái mà cái niệm Phật thôi. Cái này gọi là được cái sự nhất tâm, tức là câu A Di Đà Phật và nó liên tục. Mà cái hồi đó con thưa với thầy ha, tụi nó mà gửi tiền lên trễ ở Sài Gòn, gửi tiền lên trễ chồng, kêu điện thoại con tử sáng hồn luôn. Bây giờ mấy tháng nó không gửi, kệ mẹ mày gửi không gửi, tao cũng nhìn tao có ăn nhiều đâu, tao sợ, tao hết nhôm mà. Một lần mà không gửi tiền lên tao trữ ghê lắm. Nói bà mẹ tụi bay ác nhân bỏ đói bà hả? Mà đi ở nợ và ăn. Nó nói thì từ từ trụi, nó có mấy bữa má làm dữ thì bây giờ nó kệ mẹ mày. Mấy tháng này từ đến bây giờ nó gửi tiền cũng mặc kệ. Cái nó kêu điện lên nó nói ủa chứ sao má im ru vậy má, nó chạy tao mẹ, tao niệm Phật giờ mày muốn làm gì mày làm, mày cho con không cần. Tao lên thầy Giác Nhàng tao ăn, ở chợ nó, tao không có lo. Nó nói vậy hả bà, thôi đi bà. Mà mình nói lắc đầu nó cũng tin đó. Nó bắt buộc là mai mốt phải về Sài Gòn nè. Chắc có lẽ là thứ ba con đầy tháng con biết này rồi, chắc thứ năm con bay về Sài Gòn. Tụi nó thấy cái đầu con lắc nè, tụi nó tin, nó không tin, nó chưa có thấy mà. Nó nói thôi bà ơi, bà nói cưng không à, bà bệnh gì mà nói sẵn sàng mà sự thật mà. Hồi đó mà không gửi tiền lên chửi gì lắm. Mà ăn ở nhà không có đồ ăn. Bởi giờ cái bà chị đó bà nói trời sao giờ mày hay cái gì Tư, mày ăn gì sao mày không có chê rồi đó, dễ không, mày lại mày giỡn hồi vợ ơi mày đi mất tiêu à, mày ra chợ mày ăn cho đã rồi. Bây giờ không có, bây giờ cái ăn gì cũng được, sao cũng được hết, muốn gì cũng được. Bà nói tao xác nhận mày hay thiệt, mày thành Phật rồi còn tao còn ở đâu của mày ơi. Thế mà bà cái bà chị đó bà nói trời tao khổ ghê mày ơi, mày hay quá à. Mày niệm như vậy tao thua mày tao niệm một tiếng mà tao sắp chết mà mày niệm cái kiểu gì mà thấy ghê. Tao nói niệm Phật tự giận chị ơi, đừng có nói cho em nữa, em chán lắm rồi. Bây giờ hết tự giận rồi vui, giờ vui dữ lắm. Nó vui một cái niềm vui nó thiệt. Con thấy thầy, con nhớ tới thầy là con muốn đậu thầy đi không à? Nhớ tới thầy là con muốn đậu thầy đi không à? Nhớ không nhớ đâu, chỉ nhớ tới cái ông thầy cũng giỏi thật, linh thiền thiệt, kinh nghiệm thiệt, xác nhận thiệt. Mình cứ nói gì họ nói sao mà linh thiêng dữ Ổng sao đi nói thì ổng đâu có gì, miễn mình niệm Phật không nữa mà, chứ đâu có làm gì đâu. Ngày nào cũng vậy, họ thấy mình cái gì đâu, bây giờ họ thích mình lắm. Tôi nhớ cái lúc trước mà cụ lên trên này đó là cụ buồn lắm quý vị, ngồi một đống vậy mà ai mà xuống nói cụ ở dưới nhà bếp là cụ sáng chén sáng bát rồi cụ đi về. Và mấy cô nói cái bà mà tóc đen đen bạc bạc mập mập mà cái đầu bê đi cả lắc á, thầy đừng có cho bà lên chùa nữa nghe, bà lên là bà làm cái chùa thầy banh chành luôn á, bà dữ quá mà. Cái cô chân bông ở sau nói cổ hoặc nói gì một cái là chén bát là nó bay, cái cánh nó bay, bực với bà giống như bà xong dữ lắm à. Thầy biểu dẫn tại chung nè, thầy biểu dẫn mà dẫn thì dẫn chứ lắc chứ cũng lắc hả. Cho nên thành ra là cho nên lúc trước lên là bà nào cũng bỏ chạy hết trơn, tôi có mình Giác Nhàng ngồi đó khó nói chuyện với bà. Và cuối cùng là bữa nay bà về để chịu niệm Phật. Mà thực sự mà nói có nhiều người bệnh mà người ta cũng chưa niệm đâu quý vị, về nói người ta cũng không niệm mà không biết cái căn lành sao mà bà cụ phải chịu niệm Phật. Đây là một cái căn lành mà mình nghĩ không biết là cái căn lành nhiều kiếp của bà cụ sao mà sát sanh như vậy, thì nghĩ chắc con gia trái chủ nó không có cho mình dễ gì niệm, nó bắt nó hành mình chết luôn đó quý vị. Cho nên là cái nghiệp của bà cụ nặng nhất là cái nghiệp sát sanh. Chim mà sống không biết mấy trăm con, mấy chục con mà nó bỏ vô thui, nó còn sống mà bỏ vô thui lửa luôn. Cho nó chết cái lông con đó, cho nó rụng hết rồi mình mới mổ ruột, mình mới rung ti chứ, cho nó nhậu. Thì trong tất cả cái nghiệp mà Ngài Lý Bỉnh Nam nói, cái nghiệp mà bị đầy đọa lớn nhất là cái nghiệp sát sanh. Bởi vì giết một con thú nó bằng giết một mạng người, vì con thú này nó có Phật tánh. Nhưng mà giết không biết bao nhiêu con, mà thầy nghe đến cái đoạn là lương mà cứ thùng đổ vô, mà bỏ vô cả thùng mà bỏ vô trong thùng đổ nó sâu, mình nghe nó kêu rõ là rồi mới tạo ra, mới rồi rút xương, làm lương rút xương rồi bác nhậu. Thực ra thì cái sự việc của bà cụ á, thầy thấy rằng niệm Phật nó qua cơn bệnh á, thì nó cũng là một cái sự mầu nhiệm chuyển hóa rồi. Nhưng mà cái điều mà đáng quý mà đáng kính á, gọi là đáng kính cụ, là cụ không bỏ công phu. Bây giờ quý vị cứ về nhà quý vị thử coi, 6 giờ hoặc 7 giờ đi, quý vị công phu đến 9 giờ thì coi làm sao. 6 giờ là bắt đầu mình coi thử coi cái niệm Phật nó dễ không nha. Để thầy nói trước một bây giờ thầy phân tích cho quý vị thấy cái chỗ này nó khó. Nếu quý vị mở bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh này kinh nọ ra quý vị tụng có thể 2-3 tiếng được. Nhưng mà quý vị ngồi niệm Phật 2-3 tiếng thôi, chùa nó ngán ghê lắm. Oan gia trái chủ nó tới nó phá, và cái câu niệm Phật nó ngán mà 5 phút thấy như là 2 tiếng đồng hồ khi mà không vô. Vì vậy cho nên thành ra niệm Phật rất khó chứ không phải là dễ à. Bởi vì nó ngán ngơ à, nó ngán như cơm nếp vậy. Mình tụng kinh là còn đương như kinh được, còn cái niệm Phật á, cứ một câu đó mà sao cứ lặp tới lặp lui hoài nó ngán. Mà chính do một câu lặp tới lặp lui hoài đó, nó có cái định lực nó vô trong định và nó đắc niệm Phật tam muội. Bây giờ như cậu là vui như mở hội. Vì vậy cho nên thành ra cái pháp môn tịnh độ nó đơn giản quá, cho nên thành ra khó tin. Nhưng mà cái sức chuyển nghiệp của nó chỉ có Phật cùng Phật nó hiểu. Cái bệnh này không ăn thua đâu, nó ra khỏi sanh tử luân hồi, nó về tới Tây Phương luôn. Cái đó mới là được cái thân sắc vàng ròng như là lời nguyện thứ 3 mỗi sáng tôi giảng cho quý vị. Thực sự không biết quý vị nghe như thế nào cho cái cảm giác của bà cụ vui chắc Nhàng cảm được. Bởi vì từ cái lúc trước bà lên trên này, cái nỗi sân của bà như thế nào, cái buồn thảm của bà, cái chó giật xương như thế nào trên chùa của Giác Nhàng biết quá rõ. Và bây giờ thấy hình tướng của bà lại, Giác Nhàng có một cái trạng thái mà hồi nãy nghe bà nói Giác Nhàng cảm. Cái lúc trước nhập thất ở dưới chùa Sư Cầm, quý vị biết không, đi ra mà nó ốm, mà đi trên xe mà sau lưng nó mỏi, đi xuống xe phải nằm luôn chứ đi không được nữa. Bởi vì cái sức nó quá kiệt, ốm nheo xanh lè, mà Giác Nhàng nhìn vô gương thấy sao mình tròn đẹp. Cái đó là cái tâm đó, nó khinh an quá, cho nên mình ốm mình yếu mà mình thấy mình vẫn đẹp. Bởi vì do cái tâm nó thấy đẹp quá. Người buồn chẳng có vui đâu bờ bao giờ phải mà cái người nó vui quá đi, cho nên thành ra thấy cái thân mình cũng đẹp. Bà thì già vậy có gì đâu mà bà kêu tôi đẹp thì cái thằng bên này đẹp gái rồi. Bởi vì cái vui á, vui cho nên mình thấy mình đẹp. Còn mình buồn mình thấy mình là xấu, mình là gì, là khổ, là mình thấy mình muốn chết. Quý vị thắng này. Cho nên thành ra hôm nay cụ vẫn giữ đều, và tối hôm nay cụ ở đây là cụ niệm từ lúc 6 giờ đến 11 giờ. 6 giờ đến 11 giờ nếu có đạo tràng thì cái lực tu của đạo tràng ủng hộ thì không nói rồi. Còn cái này ở nhà có một mình nó dễ sanh giải đãi, nó dễ làm biến đúng không ạ? Nhưng mà lại gì? Lại niệm được. Cho nên thành ra là thực sự mà nói rằng là cái tình độ mà để chuyển nghiệp như vậy hiếm quá. Bởi vì cái sức công phu của bạn dữ quá, mà để chỉ hấp hối rồi mình mới niệm, mới cảm với Phật, sợ không kịp quý vị, sợ không kịp. Vì vậy cho nên thành ra cái lúc mà nó bệnh, mà cái lúc còn sống như vậy mà mình không có tha thiết cảm, cũng như mấy cô mới hôm nay về đây muốn khóc, muốn chảy nước mắt cảm với Phật á, mà mình có những cái trạng thái đó rất là tốt. Bởi vì sao vậy? Nếu mà mình nhìn thấy một cái khác mà mình khóc đó là mình bị đắm đuối, không nè. Cái này thấy Phật, thấy cảnh, thấy nghe pháp, mình đi tự niệm Phật mà mình cảm động như vậy thì rất là tốt. Nhưng mà đừng có để nó ngày nào cũng vậy thì nó bị con ma bi nó nhập. Nó nặng ma bi tức là cái ma mà yếu ớt, cái ma mà bị cảm giới ma nó ảnh hưởng, nó nhập mình. Mà lâu lâu có một cái trạng thái như vậy rồi cái căn lành có duyên với Phật pháp. Đó nè. Đó. Cho nên thành ra thực sự mà nói cái pháp môn tịnh độ đó, hôm nay nó vào mùa tức là rất nhiều đạo tràng mở. Mà Ngài Lý Bỉnh Nam này nói nghe, 10.000 người, 20.000 người, chỉ có 1-2 người bản sanh. Sao Ngài nói mình nghe mình rùng mình thiệt đó chứ. Bởi vì sen tạp. Bởi vì sen tạp tức là hết kinh này tụng đến kinh nọ, rồi hết cái gì? Niệm Phật mà mình sen tạp nhiều quá đi, hoài nghi nhiều quá đi, cho nên không có cảm được cái Phật. Vừa rồi có một sư cô mà sư bổn giới thiệu lên trên này. Sư cô có nói là có một cô Phật tử ở bên Đài Loan về để sư cô nghe là bị bệnh ung thư. Mà vô ông thầy đó, ông chỉ mà Giác Nhàng hiểu ra một điều này. Sư cô và ông Primo nói một điều này rất hay. Cái cô đó bị bệnh ung thư, đang uống thuốc và nghĩ rằng bác sĩ nói rằng là chỉ có chờ chết chứ không có cách nào mà uống thuốc hết. Thì cô đó mới vô gặp sư cô, gặp một cái vị thầy đó. Thì vị thầy mới nói bây giờ cô tin tôi không? Kêu con tin thầy con mới đến. Kêu nếu cô tin tôi thì bây giờ cô phải bỏ hết thuốc đi, cô đừng uống thuốc nữa. Thì cô mới dồn toàn tâm vô cô tin Phật. Bây giờ còn uống thuốc là cô còn chi phối cái tâm vô trong thuốc, và cô không đủ sức để cô tin Phật. Vì không đủ sức để tin Phật cho nên cái lực để tin cái câu A Di Đà Phật nó không đủ cảm với Phật để chuyển nghiệp cho cô. Phải nghe, 3 tháng sau mà hết bệnh ung thư. Mà sư cô đó nói rất là thật chứ không phải là nói sai à. Quý vị thấy không ạ? Đó, cho nên cái công đức của Phật nó bất khả tư nghị, nhưng mà mình không đủ sức tin. Nếu mà uống thuốc thì không biết thuốc hết hay là do niệm Phật hết, mà không đủ sức để cảm. Đó nè. Thì hôm nay thực sự mà nói thì mấy thầy cũng như Phật tử khi nghe bà cụ nói đó, bên Mỹ thì gửi vào tới đĩa bên đó rồi, và người ta khi mà nghe cụ nói đó, người ta rất là cảm. Cảm là bởi vì thấy một người sát sanh hại vật, thấy một người mà dốt nát quê buồn, nó quý lại chỗ này, mà lại bây giờ niệm Phật mà hết, mà chính miệng thân chứng và chứng chuyển của bà cụ nói ra. Cho nên thành ra mấy thầy muốn về Quan Âm Tịnh Thất một lần để gặp bà cụ. Nghe qua băng đĩa đã thích rồi, mà muốn về Quan Âm Tịnh Thất. Mấy Phật tử bên nước ngoài cũng vậy. Nhân cái dịp Phật đản đây nè, ở Hà Nội cũng có gửi vé máy bay, rồi mấy thầy đồ mời sư cô Đồng Hòa ở mấy cái chùa bên Hà Nội có mời ra để làm lễ, mà Giác Nhàng không đi được. Bởi vì mỗi lần ra đó là rất nhiều đạo tràng hướng dẫn cả nửa tháng, cho nên Giác Nhàng không có đi. Và cứ mời hoài, và tối cũng gọi điện mời. Về ra là lễ Phật đản năm nay ở Hà Nội là của quốc tế, cho nên bên nước ngoài về rất là đông. Khi mà nghe cái đĩa của cụ là người ta sẽ về đây để người ta gặp cụ. Đó nè. Thì cho nên thành ra thầy hẹn người ta gặp là ngày Chủ nhật, cho nên cụ không bỏ Chủ nhật. Thì hôm trước trong lòng Giác Nhàng cũng lo là bởi vì không biết sao mà 3 tuần liền không thấy bà đi. Bởi vì một người như vậy là Giác Nhàng bảo trọng, Giác Nhàng giữ gìn giữ lắm để trợ duyên cho bà cho đến Tây Phương mà. Nhưng mà điều cứ sợ là bà hết bệnh rồi bà ở nhà, bà không niệm Phật, bà lên đây mà không có tu nữa. Nhưng mà mới hồi tối gọi xuống là bà nói trời ơi linh thiêng quá thầy ơi, con nó đẻ không được, con niệm Phật mà nó đẻ liền thầy. Thì lúc đó mình mới biết bà ở nhà nuôi đẻ, chứ không phải là bà bỏ niệm Phật. Rồi hỏi nữa là bà tiếp tục từ 6 giờ đến 11 giờ. Rồi tối hôm nay bà ở lại niệm Phật, quý vị nào muốn ở lại đây niệm coi thôi chứ niệm không nổi rồi. Đứng nhìn coi bà niệm sao, chứ mình ngồi với bà niệm không nổi rồi. Phải không nè, coi thử bà niệm sao. Niệm là hết bệnh liền. Cho nên thành ra là cái bệnh á là do cái nghiệp nó sanh ra bệnh, đúng không ạ? Cái nghiệp á, cái nghiệp nó sanh ra bệnh, mà chuyển được nghiệp là hết bệnh. Thực sự là vậy. Thì ra trong hôm nay cụ đã có một cái tâm nguyện đó nè, là kính Phật trọng tăng ha, rồi biết ơn đức của thầy đó nè, rồi niệm Phật. Bây giờ cụ muốn chỉ cho người ta niệm Phật không? Tức là cụ gặp người khác á, dạ, cụ có chỉ không? Mà cụ có chỉ những người nào ngoài người đau lưng ra người ta niệm Phật không? Có người nào đó? Dạ, chỉ nhiều người lắm, con đưa thầy con chỉ nhiều người lắm. Nhiều người hỏi là trời ơi tôi đau lưng gì, tôi mỏi me, tôi nói cứ ngồi ngay lưng niệm bà đi, cứ nghe tôi đi. Cái bà nói tôi mà niệm hết với tôi la bà, tôi nói cứ niệm mà, niệm mấy niệm hết thiệt. Họ hay ghê vậy, họ cũng niệm, họ niệm mà biểu họ ngồi ngay lên, mình bắt họ ngồi ngay lên nha, biểu vô nhà mình đó, biểu ngồi ngay lên. Cái hệ cái lưng bà cầm cái mình bắt ngay vô, ngay con cây lên, ngay thẳng lên, cứ niệm vậy Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tay thì làm chữ này mà cứ dồn lên Phật thôi, dồn lên Phật Bà Quan Âm thôi. Nhà con thờ Phật Bà Quan Âm của một cái tượng Phật Di Đà nha, con mang về ha. Thì như vậy là khi mà cụ về ở dưới đó đó, thăm con á, thứ năm bắt đầu cụ đi á, cụ có chỉ nó niệm Phật không? Dạ có, chứ bây giờ bắt đầu cho nó mày khổ tao, mày cái niệm Phật cho tao, chồng mày đánh mày cái niệm Phật cho tao, mày niệm dữ lên. Rồi bây giờ bạch tiếc cái con mà mới đẻ đó, để con đầy tháng, con sạch sẽ, con cũng nghe lời mát lên bằng Phật, con niệm Phật cho chồng con nó bớt đau khổ. Tao nói mày cứ nghe tao đi, mày niệm triết. Rồi mấy cái đứa cháu ngoại nó hồi đó sao bà ngoại dữ quá, giờ thấy ngoại thương ghê, đứa hung qua đứa hung lợn. Tao nói chồng tao giờ không có nói nè bay ơi, mày làm gì đó mày làm đi. Hồi đó trời ơi tôi ghét lắm, mà nhất là ghét rễ ghét dâu. Trời ơi muốn cho nó chết mẹ, nó cho đầu mình là muốn chết mà nói sống để làm gì. Chị nghĩ vậy đó, nó tức cái gì đâu, thấy ai cũng tức. Ta nói cái bà ba của bác chịu, chứ mình cũng không nổi với tặng hai chị em. Ta nói sao cái bà mà thấy ghê quá, khó chịu á. Bà nói mày khó chịu là tao khó chịu, mày suy nghĩ đi. Mày lắc lư mà mày cứ làm mày cứ làm tao khó chịu. Mà mình thấy ai nó cũng khó chịu á, nó cũng đau khổ, nó làm sao á. Mình thấy cây đồ ra nó héo rũ hết à, bữa nay thấy từ hết trời, nó có héo nữa. Tao nói tụi bay ác quá, tụi bay không chịu mà bay ở gần tao bay sạch sạch đi cho nó tươi. Nó trời ơi cây bà tươi gì mà la héo, bữa nay cây không có héo, tươi xanh vậy đó. Rồi cái mình thấy cái bà ở cái bên, cái bà đó má của Trần Hùng đó, bà nằm nhà thương Đà Lạt mà bà co ro vậy nè. Cái mình nói hồng ơi mày cũng đem má mày về nằm nhà thương mà nó vô xe rung mà chết rồi mày ơi, thôi mày đem về đi. Em về mày bắt bà niệm Phật cho tao. Cái đem về niệm Phật, bữa nay bà ăn đựng tô con. Cái ngừng nó nói trời ơi con nhờ má tư, chắc ngay là bà già con chết quá thật. Đến nó ai mà ngu gì mà cho nó nằm nhà tư, nó vô si rung. Mày đem về đi, cái nó nói đem về làm sao mà có si rung mà vô. Tao nói thì thôi mày rút hết si rung ra mày bắt bà niệm Phật cho tao. Niệm triết đi, niệm triết mà bữa nay bà đỡ. Trời ơi bữa nay mình có cái phương pháp niệm Phật không à, không có làm gì đâu có. Họ cứ hỏi mình uống thuốc gì mà giấu tên đến thuốc gì đâu, niệm Phật. Cái họ nói cho bà ơi bà sao ghê, niệm Phật mà hết mình. Họ không có tin đâu mà, cái 10 người họ không có tin, cả 10 con mình nó còn không tin nữa chứ điều này. Nó nói má phải về, đây má nuôi tiếc đẻ rồi má cứ về cho con tụi con coi, con chứng kiến mới được. Tao nói tao về thì mày biết chuẩn bị tiền bạc cái nhà tao đi, tao lấy lên đó nhau. Nó nói má yên tâm đi mà, sao lúc này sao nó hiền quá, nó đòi tiền đòi bạc gì nữa, một lần dễ một chửi ghê lắm, chửi tè le luôn á, không có tha thứ một người nào trên cả chợ cũng sừng sậu nữa. Bữa nay mấy rùi chợ trời bữa nay má tư gì hiền queo vậy. Nó nói tao niệm Phật các bạn, tao niệm Phật giờ tao hiền lắm, mày muốn làm gì đó mày làm đi. Thiệt bữa nay hết sân chi rồi đó, tôi ghét lên chùa này, tôi ghét mấy cái bà đó ghê vậy đó nha, một chút xíu nào hết trơn. Mình nói cái lòng dạ của mình nó cũng nặng vậy chứ đâu phải mình ghét người ta đâu có. Với là mình lắc đầu lắc lư rồi ăn uống không được, nó buồn phiền đủ thứ hết. Trời ơi đồ biết bao nhiêu mình bận đồ gì thê thảm đó mà, nằm dưới đất không à, hết cũng nằm giường niệm nữa rồi. Nó làm sao những ngày nằm giường niệm coi bộ ngon mà nha, ngon lắm, khỏe ghê vậy đó. Bây giờ thì chán nản cuộc đời, đủ thứ công chuyện trên đời, rồi buồn rầu con, rồi chồng chết đó, rồi cứ nhớ tới cái thằng mắt dịch này nó tạo cái cố nó bỏ mình, tao nuôi mắt dịch tao luôn ác nhơ ghê vậy nha. Thằng nó bỏ mình, nó ra đi sớm nó bỏ mình, nên mình nuôi gần cho vậy tôi mà làm đủ thứ công chuyện tội ác dễ tay vậy nè, cắt cổ biết nhiều nữa nha. Mình cắt cổ vậy thì mình cũng nghe người ta nói tập giảng sanh, mình cũng nói giảng sanh thần chú nhất định do ngôn bạc với tiết nghiệp căn trước này, bào thai kiếp khác làm người nhưng bào thai nhận dịch âm dân ra cắt cổ cái chết quèo rồi. Tập giảng sanh cắt cổ chứ cứ khổ vậy á, họ nói khổ lắm. Đủ chuyện trên đời mình sống tới bây giờ, năm nay còn thiếu con tuổi nó đầy 80 mà mình thấy cuộc đời mình thê thảm lắm. Chỉ có từ niệm Phật tới giờ là mình thấy đời mình sung sướng quá, muốn hầu sân lợi rồi nha, muốn sống là một cái cách ngon lành là tiền, không còn muốn chết nữa đâu. Bây giờ đi mình thấy xe một càng tin sợ mẹ, hồi đó mẹ muốn đâm để cho mình chết mẹ, trên đầu đời mình cho nó khỏe, mà nghe nó tự giận chết ghê không dám. Thì chỉ có niệm Phật tự giận coi đó Phật có chứng gì cho chết, nghĩ vậy, niệm Phật tự giận. Đôi khi mà đời của cụ á, bỏ cụ ra đi á, là cái buồn của cụ, cái họng của cụ như thế nào và bây giờ ra sao, cụ nói thầy này thôi. Thầy nhắc cái hồi nó chết con chửi nó tè đây là luôn tụi nó ngủ cái nó ngủ luôn nè thầy, nó ác ghê, con còn nhỏ xíu à, nó bỏ con ba mấy năm nay giờ con chết giả biết bao nhiêu, con nuôi con chửi gì tè le tét tét, nó là con cha này khốn nạn chó đẻ ác nhân sắc đấy này bỏ tao lợn tao thê thảm, bây giờ tao phải nuôi 17 cái con mày thấy chết được không, bây giờ tao phải ráng tao nuôi tới tới kia vậy sớm tao chặt đầu lỗ da mấy con lươn con ếch là tao nuôi con thôi, mày ác quá mà cứ lên bàn thờ nó thấy hình là chửi chữ tè le cái con nó nói tôi bắt chửi thì nó chửi hoài vậy, chữ láng nhãn ca điên vậy, nó bỏ mình nó ra đi ngon lành à, ngủ cái nó ngủ luôn á, chết ngon. Mình cũng muốn chết ngon như nó vậy, sao mình ngủ sao mình thức dậy mình nghe mình còn thở vậy, ôi chắc đời dễ sợ luôn đó nha, không có còn để mà nói nữa. Từ rồi mà nó chết tới giờ nó buồn phiền đủ thứ, con còn nhỏ dại nó không biết làm sao vậy mà ngôn Phật độ 17 đứa con, 11 đứa con gái, 6 thằng con trai và đứa nào cũng đàng hoàng, không có đứa nào luôn manh lắm cái hết trơn, đứa nào có chồng có vợ cũng ngon. Bây giờ con cháu thôi, cháu cố tụi này làm này tắm hết trơn, quá cỡ rồi. Bây giờ cô có thù ông xã ông chồng cụ nữa không? Dạ hết rồi, bây giờ hết thù, hết hận, hết thù. Thì thôi bây giờ mình niệm Phật rồi mình nói thôi, bỏ hết tất cả đi, bây giờ mình theo Phật trên đầu rồi sống được ngày nào hay ngày đấy. Vậy thôi, chứ hồi đó dễ chửi hoài, đi dọc đường cũng chửi tè le cái té rồi, nó không biết cái con mẹ này nó nói gì lại nhãi vậy, ghê lắm. Chửi con, chửi cái, thấy con cái, thấy mấy con rể cái mày đi cút mẹ, mày đi cho rồi, đi tắm cho thoáng, mày tao ớn quá. Giờ dâu đó nó cũng sợ chết mẹ. Đấy, một lần nó thấy mình về cái nó lắm lao, nó thấy bên này, thấy vậy nó cưng lắm mà nha. Hết, mình hết buồn, phiền, mình hết giận rồi, giờ mình nhớ tới cái gì đâu. Dạ, không có buồn. Buồn và cũng sân hận, ở nhà cũng sân hận, đi đâu cũng chửi ngoài đường giống như người khùng người điên vậy đó, mà bây giờ sao mà nó đã chuyển được cái nghiệp như vậy. Đó là một cái sức gia trì của Phật mà Ngài Ấn Quang Ngài nói hôm nay thực sự mới tin. Ngài Ấn Quang nói là đúng niệm Phật hương năng tiêu túc nghiệp, nó tiêu cái nghiệp của quá khứ túng thiệt như vậy. Quý vị thấy không nè, tính ra một người làm ác là không ai ác bằng, bởi vì sát sanh không biết bao nhiêu mà kể, nói một người sân hận là không bao nhiêu người nào mà sân hận bằng, chửi cỡ đó mà ai bằng. Nói đến một cái người gọi là tham lam, con nó chưa gửi tiền lên được, không ai mà bằng, chửi nó tơi bời qua lá hết trơn, đứa nào gặp nó cũng vắt giò lên cổ nó chạy hết trơn, đâu có dám ở đâu, ở bên cạnh đâu, thấy không nè. Vậy càng đi sâu vô thấy cái tiền kiếp nghiệp của bà cụ quá nặng, nhưng mà sao cái con niệm Phật có 14 ngày mà chuyển đến ngày hôm nay và an lạc như vậy, cái niềm vui nó như vậy, thì quý vị thấy không, nó quá là thực tế mà. Bởi vì mình không có chịu hạ thủ công phu. Thực sự ở đây một ngày 6 tiếng cũng tu mang tính cách gọi rằng có đại chúng chẳng hạn nương thôi, chứ nếu mà đạt được công phu như bà cụ vẫn chưa được cái công phu như bà cụ. Bởi vì cái nghiệp á, cái nghiệp cái bệnh nó không có thôi thúc mình, cho nên mình chưa có vô công phu như bà, đúng không ạ? Thực sự mình nói hôm nay á, quý vị cứ nghĩ là có thể ngồi nói chuyện, có thể xem phim, có thể mình coi ca nhạc 2 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng được, đúng không ạ? Nhưng mà riêng niệm Phật 2 tiếng nó ngán mà nó đau chân, nó mỏi mà nó khó chịu. Cái đó là cái oan gia trái chủ của cái nghiệp mình đã dập, nó phá mình. Cái ngày đầu tiên cụ niệm Phật á, là cụ thấy những cái trạng thái tâm nó có biến hiện, phim chiếu nhiệt rồi gì không? Bữa cụ nói thằng nghe. Cái hồi bữa mà con coi phim từ sáng cho tới chiều, cho tới 1 giờ phim, phim đủ hết, kiếm hiệp là xã hội đen, là bắn súng, là tình cảm, cái giống gì con cũng coi. Con coi riết cho tới 1 giờ. Cái con nói cái điệu này thôi, mình chuyến này mình tắt hết phim đi, giờ nó lắc đầu cái kiểu này thật chết lắm. Thôi mình tắt hết phim rồi mình phát cửa trước phát cửa sau, bắt đầu mình tự giận rồi nha. Cái mình lấy chiếc chiếu, cái tôi gắn cái đèn Phật mẹ lên, gắn lên xong xuôi đàng hoàng, để tôi ngồi dưới đất. Cái bắt đầu con niệm Phật, tôi nói niệm cho chết. Niệm con niệm từ lúc 1 giờ, con đưa với thầy con niệm tới 1 giờ rưỡi thì con thấy người con nó tê tới nửa người rồi. Rồi con niệm cho tới 2 giờ, 2 giờ cái nó tê tới bụng rồi. Con niệm triết cho tới 10 giờ sáng, người con không còn biết, người không nói được, kêu cũng không nghe, con nó cũng không có nói được cái gì hết. Con nó kêu, nó đứng ngoài trước cửa, cái cửa tiếng nó kêu vậy chứ mặc kệ nó, chứ ngồi không nói được nữa rồi mà miệng cũng vẫn còn niệm Phật, miệng cũng còn nhét nhét Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cứ vậy. Nó phá cửa vô là không được, đập hết tiếng thì cũng được, thầm dạ không thấy cái gì hết. Cái hồi lúc mà con tới lúc mà 10 giờ cho tới 11 giờ thì con ngã ra, con nằm nghiêng một bên đó, nằm ngay bằng thật luôn, nằm ngay dưới đất luôn. Cái con nói ủa chứ sao người của mình bây giờ nó kỳ vậy nè, nó hết, nó bớt tê mà sao người của mình nó làm cho nó muốn bay bổng, nó nhẹ nhàng như vậy, nó không còn khó chịu nữa. Thì không nghĩ ra, điện 14 bữa đâu mà không nghĩ ra. Tới hồi thôi bây giờ lên giường nằm đi, lên giường nằm, nằm xong thấy sao cái gối sao nó không có lủng xuống nữa, cho nên cái chết da trong cái gối bên này không lủng nữa, mà cái đầu mình sao gì mà cũng đâu có biết hết, lắc đầu. Cái đi ra coi tiếng, coi tiếng cái dầu trời sẽ đông chắc lên gì mà sao giờ nó hết kỳ vậy này, phải không, cái gì không, nó hết lắc đầu hồ nào cũng không biết nữa. Cái hay vậy đó. Thực sự mà nói cái bệnh hết lắc đầu của cụ thì Giác Nhàng ngồi chiêm nghiệm lắng nghe rất là kỹ, thì cũng là một cái sức chuyển nghiệp, nhưng mà không đáng kể bằng cái tâm sân hận của bà, không đáng kể bằng cái tâm tham lam của bà, mà không đáng kể bằng cái tâm mà sát sanh hại vật của bà, mà cũng không đáng kể bằng cái tâm mà gọi rằng là ông chồng không chết, ông nắm nhắc, ông tắt thở không chết rồi cũng lên bàn thờ không chửi nữa. Thì không biết là cái tâm bà nó giữ đến mức độ nào. Chưa có thẳng vô đó thầy, con giật đùi, con giật đồ, con dậy, con dựng chả dậy. Trời ơi, con nó càng quá. Lối xóm mà nói trời bà này khùng quá rồi. Thì con tức quá, nó giật cho chả sắm vậy cho nên con bớt chứ. Trời ơi, con cái điểm này chắc mắc dịch quá à, không có sắm nổi đâu thầy ơi. Trời thôi, bây giờ lâu lâu bà ba còn nhắc nó, mày ác ghê, làm mày chết, mày giật, mày lôi, mày kéo, chả mày làm tao ghê quá, mày kéo dưỡng tư, mày làm tao sợ quá. Trời, tôi tức quá mà, tao không chịu nổi, chẳng chết luôn. Chết là chết ngon chứ, chả ngủ luôn. Cái đêm rằm tán tán trên tu là cái ngày đó. Cái ngày đó là ông chết đó. Tao nói tức quá, không có thể nào mà chịu nổi nữa hết trơn. Khi ông chết là có làm đám rồi, có cái cúng dỗ. Dạ, làm đám cúng dỗ rồi con nó cúng dỗ thôi, chứ tôi ghét quá, tôi bỏ tôi lên đây luôn thầy à. Đâu có thèm ở dưới cúng dỗ đâu. Bây giờ nhà còn ngã ba Vũng Tàu rồi thầy à. Còn thờ ổng ở dưới mà tôi trên này đâu có thờ thầy. Dạ tôi tức ổng quá, hắn thờ rồi bây giờ thờ lại rồi. Giờ thấy thương, bây giờ hết rồi. Giờ nó hết thận rồi, giờ lại thương đâu có còn nữa đâu. Rồi nó ghét quá, tức quá mà. Cắn luôn trước ông cho ông trách bà ông rồi đầu để cho cô út mạng bỏ mình ơn mình lợi trời mình luôn thê thảm à. Vậy đó ác ghê cho cái đó nó ác thiệt đó không, nó hơn mình nhiều, ác quá mà nó tạo cho cô út mạng rồi nó để cho mình nuôi mình ơn nó không họ tích. Dạ thì cũng ngượng chút nhưng mà cũng tại có nhiều hơn mình. Trời nó tức dễ sợ. Chửi tè le cái họ nó cũng tại bà mà đừng có gì hết thì đâu có đẻ dữ gì. bà làm gì dễ lắm vậy, nó có chết bà vậy. Nó ngoại tình, nó có chết bỏ, cho nó ngủ nó bích chết rồi chứ họ của mình giỡn mặt cho mình tới đấy bán cái ngủ thử biết liền cái gì. Cái em cũng bỏ mẹ, nó dám đâu. Chứ đâu phải nói muốn dễ dàng gì mấy bà nói không được đâu. Nhưng mà cái làm thử thì mấy bà biết liền à. Thực sự mà nói thì cứ càng hỏi cụ nó càng có nhiều chuyện để bao nhiêu lắm. Chuyện mà toàn là cái chuyện động trời động đất không được. Ông chết rồi mà còn núm giật mà kéo mà vậy cũng vậy luôn, trong sống vậy nuôi con. Cái gì thấy ai có chuyện nổi như vậy mà trước giờ tôi chưa khi nào nghe. Dầu ta có cái người dữ lắm mà thấy người chết người ta cũng sợ đúng không ạ? Dầu cho cái người mà dữ lắm đi nữa người ta thấy người chết người ta vẫn sợ, người ta vẫn thương bởi vì chết rồi đó. Nhưng mà không ngờ cái tâm mà nó ác đến mức độ dựng ông dậy luôn, bứt rứt dựng ông dậy ta sống luôn. Thì cái đây là những cái trạng thái của cái tâm lý mà nó bất an đến cùng cực, cực điểm thôi. Và cái này nếu mà lúc mà cụ còn lắc đầu hoặc chưa niệm Phật thì chết chắc đọa xuống địa ngục mong như tên bắn, vì cái nghiệp quá nặng đúng không ạ? Nhưng mà sao không biết cái câu niệm Phật nó đủ cái sức nó chuyển cho lúc trước Chắc Nhàng để nghe sát sanh rồi vậy thôi, lắc đầu thôi, chứ đâu đến nghe mà đến cái mức độ mà thù ổng chết mà dựng ổng lên như vậy. Bây giờ lên bàn thờ cũng chửi khỏi thờ luôn, bây giờ thương ổng rồi ổng mất rồi, giờ thương lại rồi. Nhưng mà nói cụ khi mà ổng còn đây mà cụ thương ổng cũng chết, phải không à? Cái thương cũng là oan gia trái chủ, mà cái ghét cũng là oan gia trái chủ, nó cản đường cho mình về Tây Phương. Nhưng đặc biệt nếu mà bây giờ ổng còn là bà thương, nó khác hơn cái thương cái lúc còn trẻ. Cái câu niệm Phật nó làm cho mình thương nhưng mà không có chiếm hữu, nó không có bị ái lý. Nó hay chỗ này. Bữa nay cụ thờ lại chưa? Nay thờ ổng lại rồi, bởi vì dòng niệm Phật á, cho nên thành ra thấy thương ổng mà thờ ổng rồi. Tham mà ổng chết mất rồi. Cái này mà nếu mà thực sự nếu mà ổng mà bệnh nó nằm nhà thương ổng gần chết chắc bà cũng vật vã dữ lắm, mà ổng ngủ đi luôn cũng hên, ông này cũng hên thiệt á. Hên mà cao nhận ngủ đi luôn chứ mà ổng trong nhà thương ổng chuẩn bị chết là chắc cũng chết với bà. Quý vị thấy không mà không ngờ một con người nó thay đổi cả thân cả tâm. Cái lúc trước cái thân của bà nhìn thấy thân tàn ma dại lắm, lên hết cái ngàn biết mà. Nhưng mà đến ngày hôm nay sao cái thân nó cũng nhìn dễ coi, nó đẹp ra, nhìn thấy nó đẹp lão ra. Đó nè, đồ cũng bận, đồ ăn diện, đồ ra ngựa ra. Chứ lúc trước thì muốn tự giận không à, muốn tự giận không à. Mà bây giờ nó sống lại. Mà quý vị để coi nha, cứ vài tuần sau hoặc vài tháng sau thôi, cái trạng thái tâm của bà nó có cái sự thăng hoa của cái sự tu tập. Bởi vì cái này nó cái câu niệm Phật nó có cái khó vô, nhưng mà nó đã vô được rồi, nó không bỏ được. Nó ghiền và nó ghiền những gì xì ke. Bởi vì mình chưa vô cái câu niệm Phật á, chưa nhập được, mình chưa vô cái công phu được á, cho nên thành ra mình thấy nó ngán. Chứ mà đã vô công phu được rồi là không muốn bỏ đâu. Quý vị thấy cái nghiệp mà nó tạo thành cái nghiệp, cũng như là cái nghiệp lắc đầu, cũng như là cái nghiệp dữ dằn của bả đó. Mà khi đã tạo rồi khó ra đúng không ạ? Mà khi mà bả niệm Phật mà nó vô rồi á, ở đây mà mình á, cũng như Giác Nhàng mà niệm Phật mà vô như bả rồi đó, là thôi khỏi nói luôn, niệm vô luôn, niệm tới luôn. 6 tiếng được như bả là niệm tới luôn. Bởi vì nó vô công phu rồi là nó ghiền xì ke. Bữa nào không có gì không nổi. Còn mình chưa vô được, mình đứng ngoài cửa mà nó ngán. Cho nên hôm nay mình cố gắng, mình phải về để mình vô công phu. Đó nè, Giác Nhàng càng hỏi ra là bắt đầu càng là cái nghiệp của bà đổ ra. Mấy chục năm trời đổ ra như vậy. Hồi trước giờ bao nhiêu người coi trên đĩa mà nghe đến 22 đứa ai cũng le, người nào cũng le đĩa hết trơn. Làm gì mà hiểu gì không biết. Quý vị thấy không nè? Hoài vậy trời ơi không biết làm sao. Mà cái hồi đó thì đâu có phải như bây giờ mà nói cay ha. Hai đứa còn cay đỡ quá. Hồi xưa đâu có cái vụ mà cay đâu mà. Không có cay con. Cứ hồi có nhiều đẻ hết mẹ nó nhiều đẻ hoài thôi. Đẻ thấy ghê. Chán luôn. Nhưng mà từ bây giờ các con thù con. Dạ không, bây giờ chưa. Bây giờ đã nói. Dạ không, bây giờ con tươi với thầy sát sanh con la chứ. Hồi bữa con đẻ nó nói má để con mần gà rồi con nấu gừng con ăn cho nó máu huyết nó đã tốt. Nó nói mày dẹp đâu, mày ăn thịt kho cũng được rồi, mày ăn muối tiêu rồi đã chừng nó mày niệm Phật rồi đó cũng máu ta đừng có cắt cổ, cái này tao sợ lắm rồi. Nó nói trời trời má, cắt cổ thiệt đó, nó thiệt mà. Mày cắt cổ tao không nuôi mày đó, tao bỏ mày. Niệm Phật đi. Vậy cái mình bắt cháu mình đi lên bằng Phật, cứ niệm đi. Con ơi, con niệm Phật biết đâu con học giỏi lắm. Cái nó nói, con nghe lời đồ hoại. Bữa nay đứa nào cũng bắt cái niệm Phật á. Nó nói cái bà này chắc bà làm sao đó. Nó cũng không tin, thì cũng bắt nó niệm. Người nào cũng bắt niệm Phật á. Ngồi phải im ru và đồ ngồi với lớp vậy đó. Mới đầu ngồi cái gối đồ ngon lắm, lát cho tôi bộ gối đồ không im thôi. Chuyện gối đồ mẹ nó cầm với lại cho nó chắc ăn. Nó không có ngồi gối ngồi gì nữa cho nó thanh thản. Thực sự mà nói là cái tâm mà cô bà nó khởi được cái lòng từ mà đứa con á, nó sanh nó đòi giết gà để nó ăn cho máu me nó được tốt. Gặp như mình cái thôi con ăn đi, nhưng mà sao bà bữa nay bà sợ bà không dám cho ăn nữa. Bà kêu thôi đừng, niệm Phật máu me nó thay đổi. Đúng thiệt, niệm Phật cái máu của mình nó thay đổi, nó trong sạch. Hòa thượng Định Không á, người ta lấy máu của ngài thí nghiệm 82 tuổi mà giống như người 30 tuổi 20 tuổi. Cái máu của ngài nó trong mà nó có một cái năng lực, tức là cái năng lực con người sở dĩ nó sống là do cái máu nó được nhuận và cái máu nó được còn tốt, nó không bị ô nhiễm. Già rồi cái máu của mình nó ô nhiễm, nhưng mà hòa thượng bữa nay á, quý vị biết không, cái máu của ngài chỉ như người sống 20-30 tuổi, nó còn cái năng lực có thể sống được 200 tuổi. 82 tuổi mà cái máu nó mới có 20 tuổi thì quý vị biết rằng ngài sống còn bao nhiêu năm nữa là cái máu ngài mới 80 tuổi. Mấy chục năm nữa, 40-50 năm, 50-70 năm, 80 năm nữa cái máu càng ngày nó càng tốt ra, nó tươi nhuận ra. Quý vị thấy không ạ? Đúng thiệt, niệm Phật bà nói đúng không? Bà nói rất là khoa học, mà đúng như Hòa thượng Định Không cũng vậy. Cứ niệm Phật đi, máu nó tươi, nó sẽ tốt ra, đừng còn ăn con gì hết trơn rồi. Thôi giờ cũng là đến giờ công phu của thầy rồi ha. Thì giờ cụ ngồi đó chút xíu nữa là thầy sẽ chỉ thêm cụ một vài cái nữa. Chứ đúng ra thì đến mãi đến ngày hôm nay đáng lẽ cụ niệm cái mức công phu này là cụ phải thấy Phật nghe mùi thơm nhá. Nhưng mà cái lực công phu của cụ thầy thấy là rất là thâm hậu rồi đó. Từ 6 giờ mà đến 11 giờ là thầy nghĩ là hơi hiếm có. Nó liên tục mà. Nhưng mà điều có một cái là cụ chưa cảm được với Phật và chưa thấy được Phật thì thầy cũng đáng là tiếc. Đó nè. Chứ còn đã chuyển được cái tâm tham lam giận hờn của cụ, cái tâm mà ghét chồng, bực chồng, tạo ra nhiều con với cụ đó. Đó nè. Mà lúc trước cụ suy nghĩ vậy là sai. Nói nè, đâu phải là ổng tạo đâu, cụ với ổng xúm nhau mà tạo mà, đâu phải một mình ổng đâu, phải chưa? À, vậy bây giờ mình thù ổng là mình sai quá rồi, hai người xúm nhau tạo mà, phải không? Mình tức quá cho nên cứ nghĩ ổng, đúng không? Bây giờ cái tâm tức nó hết rồi, phải không nè? Cũng là tốt, đúng không? Rồi cái vấn đề là không còn cần tiền, cần bạc, con nó gửi lên lúc nào cũng được, cũng là tốt rồi, đúng không ạ? À? Người đời cũng khó chuyển như vậy đó cậu ơi. Rồi cái tâm thêm nữa là không có còn muốn ăn mặn nữa, không còn muốn giết con này con nọ. Cái đó là chuyển rất là chuyển mạnh rồi. Nhưng mà bây giờ còn một cái cấp bậc nữa là cụ phải còn tha thiết để thấy Phật, nghe nè, cảm với Phật và muốn về với Phật. Thầy kể cho mẹ của thầy 7 giờ bà xuống với Hương Sen rồi nha. Nói về cái tâm lý mà buông xả của mẹ của thầy không bằng cụ. Bà lo chùa của thầy, bà lo tùm lum hết trơn, cho nên thầy phải đưa bà xuống đó. Cụ hiểu không nè, cho bà khỏi rời khỏi thầy đi, khỏi cái chấp cái mẹ con đi. Để bà cụ của thầy là mẹ của thầy đi xuất gia 17-8 năm rồi đó, là cụ Liên Phương ở chùa Hương Sen đó. Thì bà thua cụ một cái là bà còn chấp cái chùa thầy Nhàn, còn lo củi với thầy Nhàn, lo cái này cái nọ, thầy thấy không ổn, cho nên thầy mới đưa về vậy đó. Nhưng bà hơn cụ một cái là lúc nào bà cũng cảm với Phật được. Và tại đây này, bà lại Phật, bà thấy Phật hiện như là quý vị thấy Giác Nhàng mở mắt chứ không phải là nhắm mắt màu vàng. Thì do cái tâm bà cảm với Phật quá cho nên Phật ứng cho bà thấy. Bà kêu ô mình thấy Phật, bà vừa nói vậy cái là Phật bắt đầu biến tan đi. Thì hai cái tâm lý này nó không được trung hòa. Cái niệm của bà cụ nó còn dính mắt, nó còn chấp, nhưng mà cái lòng của bà cảm với Phật quá cho nên thành ra bà thấy Phật. Còn cụ này thì cái tâm lực bà niệm Phật chuyển được nghiệp, nhưng mà cái tâm không có ai chỉ cho bà để cảm với Phật, cho nên bà niệm cái kiểu này từ 6 giờ đến 11 giờ mà chưa thấy Phật, mà mấy tháng trời rồi. Thì hai cái này làm sao mình phải quân bình. Quân bình bây giờ bà cụ á, là niệm Phật mà phải mong để thấy Phật. Đó nè, lúc mà niệm Phật xong á, tức là vậy nè, Tức là vậy nè, tức là khi mà niệm Phật là bà chỉ nhất tâm niệm Phật không nghĩ gì. Nhưng mà khi niệm Phật xong là bà phải làm sao bà mong nguyện đó mà. Cái lời cuối á, cái lời cuối của Tổ Ấn Quang là mình mong nguyện cho thấy Phật. Đó nè. Thì nếu mà trong lúc mà cụ niệm mà để mong thấy Phật thì nó thành bệnh không được, nó lộn tâm. Mà niệm rồi xong rồi đó là chấp tay nguyện đó mà, nguyện để cho con thấy Phật, con về với Phật, phải không nè? Thì cụ cứ nguyện như vậy thì cái tần số cụ cảm với Phật là cụ thấy. Nhưng mà tổ dạy nếu mà đang niệm mà mong khởi niệm như vậy là ma nó chen vô nó vậy nó phá mình. Lúc niệm Phật không cho khởi vọng và không cho mong cầu, nhưng mà sau khi niệm rồi tha thiết cầu như mẹ Giác Nhàng và cụ Liên Phương và thấy Phật hai lần. Mà khi bà thấy rồi bà vui không thể diễn tả được. Nhưng mà cái chấp của bà nó còn dính cho nên Giác Nhàng đẩy xuống Hương Sen cho là hết chấp. Xuống đó tôi chấp gì nữa, đâu phải cổ Giác Nhàng đâu cho nên bà tu được. Mà xuống với nó hết chấp rồi thì bà tu được là 1 giờ khi bà dậy. Chứ ở trên này là bà cụ 6 giờ, 5 giờ bắt đầu đóng cửa, 6 giờ ngủ cho đến 3 giờ sáng. Rồi tu suốt ngày luôn không ngủ trưa. Nhưng mà khi xuống với đó là 9 giờ ngủ mới 1 giờ dậy. Có cái lực của đại chúng sao mà bà như vậy nữa mới xuống hỏi rồi. Và rời khỏi cái chấp của chùa thầy Giác Nhàng là con mình mà xuống dưới đó là dễ cảm với Phật là bả thành công trong nay mai. Bả thành công trong nay mai. Nhưng mà riêng đối với cụ này còn một cái khó khăn là chủ nhật mà cụ không lên hoặc giả là cụ không nghe lời thầy á ha. Mà sau khi công phu rồi mà cụ không muốn cảm để thấy Phật á thì mất cái phần bản sanh. Không nè, cảm thấy Phật và cảm muốn về với Phật. Nghe nè, chứ không phải như đó là đủ. Nhưng mà cái sức của cụ mà niệm để nó chuyển cái tâm lực của cụ mà sân hận rồi bực bội rồi tức tối như vậy đó, lắc đầu như vậy đó thì cả một vấn đề là khó rồi đó nghe, chứ không phải dễ đâu nghe. Nhưng mà còn một cái cấp bậc nữa là cụ phải mong muốn thấy Phật và mong muốn về với Phật. Mà trong lúc niệm là cụ không được mong muốn, hiểu không nè? Nhưng mà chỉ có lúc là cụ nguyện niệm Phật xong là cụ phải mong muốn để cảm với Phật. Cái điều này tổ dạy chứ không phải thầy tự nói à. Thì cụ mới có thể mà cơ cảm được với Phật. Mà thấy Phật nữa là nó còn tuyệt vời hơn nữa. Bảo nè là cụ về với Phật trong một đời ha. Rồi, thôi giờ lời kết cuộc có lời gì cảm tạ đại chúng rồi có gì không? Nói gì đâu. Bây giờ có sao nói vậy thôi. Cảm ơn hết quý vị khán giả. Có gì không? Bà mừng quá mà bà khóc quý vị. Bà mừng quá bởi vì thực sự những người mà có cái niệm Phật như vậy người ta thích lên chia sẻ với mình lắm.